Chào anh em. Chiều nay mình mới về được tổng cộng là 5 cây. Cây này là mình mới về này. À, cây này hôm qua mình đăng rồi, nay mới về mình chưa vệ sinh. Cái này mình đã dọn nổ này, đã dọn. Cái này thì mình quay rồi. Mình mới dọn được 1 cây, 2 cây, 3 cây. Tổng cộng là còn 2 cây mình chưa dọn, cây này với mấy cây ở góc kia này. 2 4 6. Trong đây tổng cộng là có 1 2 3 4 5 cây có lam nha mọi người. 2 cây 6 5 1. 2 cây 5 5 1, tổng cộng là 3 cây 5 5 1. Còn cây 502 với cây 5 5 1 thì mình chưa dọn. Cái này là hơi lửa ok hết nha mọi người. Này. Cây này đã nổ này, đã dọn nổ này. Đã dọn nổ. Cây này chưa dọn, cây này đã dọn nổ, cây này thì mọi người đã biết rồi. Đấy. Này là hàng lớn không nhá, không có hàng bé, 50 phân khối trở lên nhá. 50, 55 và 65. Đấy. 551, 502, 651, 502, 551, 651. Đấy anh em mình đăng lên, anh em nào kết cây nào thì alo cho mình để mình dọn nổ cho anh em. Trong đây có hai cây bà trà bả lửa 651 và hai cây 551. Cây này cắt khai thác nội đồng khối đá, nó là hạt này đây. Mình chỉ chuyên về echo thôi nhá. Anh em nào chuộng dòng echo thì alo cho mình nhá. Đấy. Cứ nhắn tin inbox cho mình thì mình sẽ trả lời sau. Tại vì cái này nó nham nham nhở nhở, bãi sao mình để vậy luôn. Mọi người thích đẹp, thích sáng thì mình sẽ làm cho mọi người, làm cho nó sạch sẽ luôn. Chẳng hạn như như con này. Đấy, cái ốp lam này là nó bị chảy. Nó chảy và nó xấu quá, nó chắp sơn. Kiểu như đây, chẳng hạn như cái này này. À, cái này là nó bụi nó bám thôi, cho rửa ra để hơi đẹp. Không bể vỡ này. Có tổng cộng mà có mấy con này thì nó bị mất cái này, mình thấy nó rất là vô duyên. Một con, hai con, ba con. Tổng cộng có ba con. Mà cái đầu 502 thì có lam luôn nhá. Đấy. Ở bên Nhật thì người ta thường thường ta tháo thắng xích hết ra. Cái này là bị gãy nè. Cái này bị gãy nè. Cái này nó tháo nè. Cái này là nó bị gãy nè. Còn cái này là nó gãy luôn. Chắc là đi công va chạm mẹ bằng nhựa mà dễ gãy lắm mọi người. Rồi. Anh em nào kết cây nào thì cái inbox cho mình. 501, 502, 551, 5651. Đấy. Rồi chào mọi người nhé.